Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng, nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên, tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn. Khi cơn bão ập đến khu thị trấn nhỏ ở gần nhà tôi, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay sau đó, các báo địa phương đều đăng tải những câu chuyện thương tâm về một số gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão. Ngày Chủ nhật nọ, một bức ảnh đập vào mắt tôi. Một phụ nữ trẻ đang đứng trước căn nhà lưu động đã bị bão phá hủy, vẻ đau khổ hằn trên gương mặt chị. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi gì đó đứng cạnh, ánh mắt cúi xuống, nắm chặt váy người mẹ là một bé gái nhìn chằm chằm vào máy ảnh, đôi mắt em mở rộng đầy lo lắng và hoảng sợ. Bài báo kèm theo bức ảnh đó rất gần gũi với từng thành viên trong gia đình tôi. Bằng sự cảm thông sâu sắc, tôi nhận thấy gia đình họ có nhiều điểm tương đồng với gia đình mình. Đây sẽ là dịp phù hợp để dạy các con tôi về việc cần phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng. Tôi buộc bức ảnh của gia đình đó lên chiếc tủ lạnh trong nhà và bắt đầu giải thích về cảnh ngộ của họ với hai đứa con sinh đôi lên bãi là Brad và Fred và cô con gái 3 tuổi Megan. Chúng ta thì có quá nhiều, trong khi những người nghèo khổ này thì chẳng có gì. Tôi nói, chúng ta sẽ chia sẻ với họ những gì ta có. Tôi lấy trên gác mái xuống 3 chiếc hộp lớn và đặt trên sàn nhà phòng khách. Megan đứng nhìn nghiêm nghị khi các anh và mẹ chất đầy một hộp, các loại hàng hóa đóng hộp, các loại thực phẩm không bị hỏng, xà phòng và nhiều vật dụng tắm giặt đủ loại khác. Lúc tôi phân loại quần áo của cả nhà, tôi khuyến khích các con xem qua đống đồ chơi của chúng để đem tặng những thứ chúng không thích nữa. Megan im lặng quan sát khi các anh chất đống những đồ chơi đã bỏ xó từ lâu. Mẹ sẽ giúp con tìm thứ gì đó cho cô bạn gái đó khi mẹ làm xong việc này, tôi nói. Hai con trai tôi bỏ tất cả số đồ chơi chúng đã chọn để cho đi vào một chiếc hộp, trong khi tôi bỏ đống quần áo vào hộp thứ ba. Lúc đó bé Megan bước tới, ôm sát ngực Lucy, con búp bê nhồi bằng vẽ rách nó rất yêu quý, đã rách mòn, phai màu. Con bé đứng trước hộp đựng đồ chơi, áp sát khuôn mặt tròn bé bỏng vào mặt Lucy, hôn con búp bê lần cuối, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên trên các món đồ chơi khác. Ồ, con yêu, con không phải đem tặng Lucy đâu, con yêu nó thế cơ mà. Megan nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt ẩn ẩn nước. Lucy làm cho con vui mẹ à, thế nên có thể nó cũng sẽ khiến cô bé kia được hạnh phúc. Nghẹn ứ trong cổ họng, tôi lặng nhìn Megan một lúc lâu, tự hỏi làm sao tôi có thể dạy các con trai tôi bài học như con bé đã dạy cho tôi. Vì tôi chợt nhận ra ai cũng có thể cho đi những thứ họ không cần tới nữa. Sự hào phóng thực sự phải là có thể cho đi những gì bạn yêu thích nhất. Lòng nhân từ chân thật là khi một đứa trẻ lên ba đem tài sản quý giá của nó, dù chỉ là một con búp bê đã sờn cũ, tặng cho một cô bé không quen, với hy vọng con búp bê sẽ đem lại cho cô bé đó nhiều niềm vui như đã đem lại cho nó. Tôi đã muốn dạy bảo con, nhưng rốt cuộc lại được chính con dạy lại. Hai đứa anh trai đứng nhìn, miệng há to kinh ngạc khi thấy cô em gái đặt con búp bê yêu thích nhất vào trong hộp. Không nói lời nào, Brad đứng lên, bước vào phòng. Sau đó trở ra, mang theo một nhân vật siêu nhân nó rất thích. Thoáng chút ngần ngại, Brad cầm món đồ chơi, nhìn sang Megan rồi đặt nó vào hộp, cạnh chỗ Lucy. Một nụ cười chậm rãi rộng mở trên khuôn mặt Brad. Sau đó nó đứng dậy, hai mắt lấp lánh khi tìm ra một vài chiếc ô tô làm bằng hộp diêm, vốn là niềm tự hào của nó.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cậu con trai cũng đã nhận ra ý nghĩa trong cử chỉ của bé Megan. Nén vào lòng những giọt nước mắt xúc động, tôi giang tay ôm chặt cả ba đứa. Bắt chước đứa con bé bỏng, tôi bỏ chiếc áo khoác màu nâu đã cũ, có cổ tay áo bị sờn khỏi thùng quần áo và thay vào đó là chiếc áo khoác màu xanh vừa mua tuần trước. Tôi hy vọng người phụ nữ trong bức ảnh cũng sẽ thích nó như tôi. Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng, nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên, tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn.